Chào các bé. Các bé ơi, Ê. hôm nay chúng ta hãy cùng đọc chữ nhé. A. Chữ A. Chữ A. A. Hãy cùng tô chữ A màu đỏ nhé. Con sóc. Con sóc. Cùng cô tô con sóc màu vàng nào. Con sóc màu vàng. Cái lá. Cái lá. Cái lá màu xanh. Cái mũ. Cùng tô cái mũ màu nâu nhé. Cái mũ màu nâu. Acorn, acorn. Apple, apple. Tiếp theo, cùng tô cái lá ở quả táo nhé. Cái lá. Cái lá màu xanh. Quả táo. Quả táo. Quả táo màu đỏ. Quả táo màu đỏ. Cái mũ. Cái mũ màu nâu. Em bé. Em bé. Các con ơi, hãy cùng đọc lại chữ học của ngày hôm nay nhé. A. Chữ A. A. Chữ A. Hãy cùng đăng ký kênh Giang Giang TV để đón xem các video tiếp theo nhé. Chúc các con học thật tốt. Chào tạm biệt các con.